Chào các bạn, mình là Nguyễn Công Trình và hôm nay mình sẽ chia cho các bạn cách để mình nhớ 7 tầng của mô hình OSI trong bộ môn mạng môi trường dữ liệu. Bộ môn này rất khó và ở trong cái học phần mà mình học ấy, thì tại trường ICDU ấy thì có đến một nửa lớp là bị rớt rồi. Và mình xin bắt đầu nhé. Đây là cách nhớ tên 7 tầng. Tầng thứ nhất đó là tầng vật lý, tức là tầng chúng ta nhớ tên physics, phải nhớ tên vật lý, nhớ tên tiếng Anh đó các bạn. Có nhiều trường hợp là khi nó ra từ tiếng Anh mình không biết rồi. Layer. Tầng thứ hai là tầng liên kết dữ liệu, hay là gọi là tầng data link. Data link layer. Tầng thứ ba là tầng mạng. Tầng mạng nó là tầng network layer. Mình không giỏi tiếng Anh cho nên là mình đọc nhớ có sai thì cũng mong thông cảm nhé. Đấy. Tầng thứ tư là tầng giao vận, tầng transport layer. Và tầng thứ năm chính là tầng tầng phim. Và tên tiếng Anh nó chính là tầng season layer. Tầng thứ sáu chính là tầng tên diễn. Hay nó chính là tầng Preston layer. Tầng thứ bảy chính là tầng ứng dụng. Hay gọi là tầng application layer. Chúng ta có 7 tầng như thế này. Thì để cho dễ nhớ ấy, thì các bạn nên hiểu là mô hình 7 tầng nó cấp trên ấy, thường được mở rộng thêm các hình thức hài hước. Chúng ta có thể nói hài hước hoặc là ám chỉ nhan đề thông thường, không có tính kỹ thuật. Ví dụ như tầng trên cùng là tầng ứng dụng, hay là gọi là tầng người dùng chẳng hạn. Ta gọi là người dùng. Vâng, tầng thứ 9 là tầng trình diễn, chính là cái tầng tài chính. Hay nói cách khác, tao biến hóa nó thành một cái công ty. Tầng có cái tầng chính trị nữa. Tầng phiên là chính là tầng chính trị. Đấy. Và ta có thể thuộc nó một cách máy móc. Đúng không? Làm sao để chúng ta thuộc? Thì cách thuộc rất đơn giản, các bạn ghi nhớ câu thần chú sau. Tên của 7 tầng trong giao thức mô hình OSI sẽ được ghi nhớ một cách nhớ cái câu tiếng Anh sau. Lý do not tell. Và đây chính là physical player cho chữ B đằng trước này. Đấy. Do chính là data link layer, tầng liên kết dữ liệu. Not chính là network layer, chính là tầng mạng. Tell chính là có chữ T đằng trước, transport tức là tầng layer, tầng giao thông. Và set secret backward. Anytime. Đấy, như thế là chúng ta có thể thuộc được cái
mô hình mà 7 tầng của nó rồi. Để chúng ta có thể, ngoài ra chúng ta có thể hình dung 7 tầng này, ví dụ như là tầng tài chính, tầng người dùng hay là tầng chính trị, tùy vào tầng giao thông vận tải. Ví dụ tầng này chính là tầng giao thông vận tải. Đấy, chúng ta có thể đặt nó như thế cho nó dễ thuộc. Và buổi nhật ký học tập của mình đến đây là kết thúc nhé.